Ngoài đường, ô tô, container và cả xe cứu hộ nối đuôi nhau chậm chậm đi qua dòng nước chảy xiết. Trong nhà, tất cả đồ đạc, kể cả dép, cây xanh đều được kê lên cao như thế này. Trưa 30 tháng 10 năm 2023, do ảnh hưởng của mưa lớn kéo dài khiến tuyến quốc lộ 15A đoạn qua địa phận thuộc thôn 10, xã Hà Linh, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh bị ngập sâu từ 0,3 đến 0,5 mét. Do ảnh hưởng của mưa lớn đã khiến tuyến đường này qua xã Hà Linh bị ngập sâu, gây khó khăn cho việc đi lại của các phương tiện giao thông. Đặc biệt là một số phương tiện khi đi qua tuyến đường bị ngập này thì đã bị chết máy và nhiều phương tiện xe máy của bà con phải chặn hồ. Đến chiều cùng ngày, mưa vẫn chưa ngớt nên tuyến quốc lộ qua xã Hà Linh vẫn bị ngập, khiến các phương tiện giao thông đi lại rất khó khăn. Nhiều phương tiện đi xe ô tô và xe máy khi đi qua đây đã bị chết máy. Nói chung là ngập từ 11 rưỡi á. 11 rưỡi là nước bắt đầu dâng mà 12 giờ là bắt đầu phải lên một cuộc rồi. Đó là cái đó nó kịp. Nói chung là ngập cho mà như trước khi mưa ngập đi nồi đi. Nhà chị thì bị ngập ra? Ngập rồi. Trường gà, trường chó thì đi cả rồi, hai bắt luôn. Là khi chưa ăn, mới ăn cơm chưa xong là bắt đầu hắn lêu thôi, lên thông chân luôn. Khoan để mua lên đến đó. À, thì là ngập, nhưng ngập những cái gì trong nhà, ngập được. Trong nhà thì ngập hết, nhưng nói chung để được cái chi gạt được, cái gạt trên nước, tủ đô, dương đô, cả thứ là ngập hết. Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân xã Hà Linh cho hay, mưa lớn kéo dài trong nhiều giờ đã khiến tuyến quốc lộ 15A đoạn qua địa phương bị ngập nặng, kéo dài khoảng 50 mét. Hiện ngoài tuyến quốc lộ bị ngập do ảnh hưởng của mưa lớn thì có 160 hộ dân trên địa bàn bị nước tràn vào nhà và vườn. Chính quyền xã cũng đã cho di dời 6 hộ dân có nhà bị ngập sâu lên nhà văn hóa thôn để tránh trú.